Chào mừng quý khách đã đến với siêu thị điện máy FC Hải Dương. Tết đến, xuân về, bạn đã sẵn sàng cho những bữa tiệc ấm áp cùng gia đình và bạn bè chưa? Hãy cùng HC khám phá những mẫu loa kéo bán chạy nhất để tạo nên không khí vui tươi, sôi động cho mọi người. Đây là 3 mẫu loa kéo từ thương hiệu uy tín, đang tình mà bạn không nên bỏ lỡ. Đầu tiên, HC xin giới thiệu đến bạn chiếc loa kéo đang tình TS10G250N. Hãy cùng nhìn vào những điểm đặc sắc của sản phẩm này. Với thiết kế ấn tượng, cứng cáp từ chất liệu thùng gỗ MDF, loa có công suất lớn lên đến 300W, âm thanh bass và treble mượt mà. Đặc biệt, tính năng kết nối Bluetooth và khe cắm thẻ nhớ USB, đài FM, chắc cắm hoa sen giúp đáp ứng mọi nhu cầu giải trí của bạn. Loa đi kèm 2 micro để bạn có thể hát karaoke mọi lúc, mọi nơi. Tiếp theo là mẫu loa kéo đang tình TS12G380N, sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và linh hoạt. Loa có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và có công suất mạnh mẽ lên đến 400W, phù hợp với không gian phòng từ 15 đến 20m2. Với hai loa bao gồm một loa bass 12 in và một loa treble 5 in, bạn sẽ được trải nghiệm âm thanh sống động. Đặc biệt, tính năng kết nối Bluetooth, thẻ nhớ USB, đài FM và micro không dây UHF giúp trải nghiệm âm nhạc của bạn trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu loa kéo đang tình TS15G550N, nguồn động viên mạnh mẽ cho không gian của bạn. Với công suất lên đến 550W, thiết kế nhỏ gọn và hệ thống hai loa bao gồm một loa bass 12 in và một loa treble 5 in, loa này là sự lựa chọn hoàn hảo cho những không gian lớn. Tính năng kết nối đa dạng như USB, Bluetooth, thẻ nhớ, đài FM cùng micro không dây đang tình giúp bạn tận hưởng âm nhạc mọi lúc mọi nơi một cách thuận tiện. Vậy là chúng tôi đã giới thiệu đến bạn 3 mẫu loa kéo đỉnh cao đang bày bán tại siêu thị điện máy HC Hải Dương. Đừng chần chừ, hãy nhanh tay sở hữu cho gia đình và bạn bè những phút giây giải trí tuyệt vời trong dịp Tết này. Liên hệ ngay để đặt hàng 0983 930 508. Chúc quý khách một mùa Tết tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.